nằm mơ thấy đám cưới của người thân, nằm mơ thấy đám cưới của người thân có thể là sắp có chuyện vui, gặp nhiều điều may mắn. Tuy nhiên để giải đáp giấc mơ thấy một đám cưới chúng ta phải xem xét theo nhiều hoàn cảnh thực tế. Điều này mang ý nghĩa bạn đang mong chờ đến đám cưới nên mới thấy trong giấc chiêm bao. Bởi vì thông thường nếu như bạn mong muốn điều gì trong cuộc sống, thì tối đến sẽ có thể mơ đến điều này. Về mặt tâm linh khi bạn nằm mộng thấy người thân đám cưới không chỉ đơn giản như vậy. Đằng sau mỗi giấc mộng thường chứa đựng những ý nghĩa khác nhau của cả người mơ và người xuất hiện trong giấc mơ. Có thể đó là những niềm vui nhưng cũng có thể là điểm không vui. Dù sao thì bạn cũng cần phải tìm hiểu để có cách giải quyết và chủ động trong cuộc sống của mình nhé. Giải mã giấc mơ thấy đám cưới của người thân cùng là giấc mơ thấy đám cưới người thân nhưng trong đó sẽ có những hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Mỗi hoàn cảnh như vậy sẽ ứng với những điểm báo hên xui. Hãy cùng giaimagiamo.vn tìm hiểu các chi tiết ở bên dưới nhé. Chiêm bao thấy đám cưới của người thân nhưng không có cô dâu chú rể, chiêm bao là điểm báo đến bạn rằng bạn có những khuyết điểm trong tình yêu dẫn đến mối quan hệ không được bền chặt. Nếu bạn muốn được hưởng hạnh phúc trọn vẹn thì nên thay đổi bản thân để hai bên cùng cố gắng gìn giữ tình yêu lâu dài và hạnh phúc bên cạnh đó. Giấc mơ còn ám chỉ rằng người yêu hiện tại hoặc vợ, chồng của bạn chưa thật sự hiểu nhau, chưa có sự đồng điệu trong tâm hồn nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, hãy ngồi lại chia sẻ cùng nhau để gắn kết tình cảm hơn nhé. Mộng thấy đám cưới của người thân có xảy ra hỗn loạn, nếu trong giấc mộng là hình ảnh của một đám cưới hỗn loạn, trong đám cưới có xảy ra mâu thuẫn, xung đột thì đây là giấc mộng chứng tỏ rằng bạn không gặp được nhiều suông sẻ trong chuyện tình cảm của chính mình. Bạn cần phải bình tĩnh để có thể sắp xếp lại tất cả những vấn đề đó một cách ổn thỏa nhất, không nên quá nóng vội hoặc mất bình tĩnh gây nên những hậu quả xấu cho bạn. Mơ thấy đám cưới của người thân là điểm gì? Mơ thấy đám cưới người thân là mang đến điểm báo tốt, cát tường và may mắn. Khi chìm vào giấc mộng khi ngủ thường bạn sẽ cảm thấy hoang mang, lo lắng không biết giấc mơ sẽ mang đến điểm báo như thế nào. Và giấc mơ thấy đám cưới cũng như vậy, theo người đời nói rằng, nằm mộng thấy đám cưới người thân là điểm báo tốt đẹp, may mắn và như ý. Ngủ mơ thấy đám cưới của người thân bạn đừng quá lo lắng khi mơ thấy đám cưới người thân nhé, vì điểm báo của giấc mơ này cho thấy bạn đang rất mong chờ một đám cưới của chính mình vì bạn cũng đã sẵn sàng cho điều đó. Mộng thấy người thân đám cưới tức bạn rất ngưỡng mộ tình cảm đẹp của những người xung quanh mình và muốn có được điều như họ. Mặt khác, gia đình cũng đang hối thúc bạn có gia đình nên tâm lý của bạn càng trông chờ hơn nữa khiến ngủ mộng thấy như vậy. Bạn yên tâm sẽ không lâu nữa bạn sẽ có một đám cưới trọn vẹn cho riêng mình cùng người mà bạn yêu hết lòng. Mơ thấy đám cưới của người thân đánh con gì? Dưới đây là những con số về việc nằm mơ thấy đám cưới người thân cũng mang lại con đường may mắn cho bạn với những con số bí ẩn đằng sau nó. Nếu bạn là con trai và mơ thấy đám cưới chính mình là số 20, 29. Nếu bạn mơ thấy đám cưới người thân thì đánh con số 62, 26. Chiêm bao thấy mình đám cưới với người lạ không quen biết là số 23, 32. Mơ thấy mình đám cưới với bạn trai hoặc bạn gái cũ là số 69, 96. Nếu bạn là con gái và mơ thấy đám cưới chính mình là số 26, 90. Nằm mộng thấy làm cô dâu đánh 25. Nếu bạn chiêm bao thấy đám cưới thông thường là số 62, 26.